tiết mục Bác sĩ cây trồng với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. Bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Bác sĩ cây trồng do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phối hợp thực hiện. Thưa bà con, trên một số cây trồng họ Hòa Thảo, các loại sâu cắn phá sẽ gây thiệt hại về năng suất, sản lượng rất nghiêm trọng nếu nhà nông không quản lý được đối tượng này. Mở đầu chuyên mục hôm nay, Thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói về đối tượng sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa bác nông dân, các bạn nghe đài, thưa anh Thắng. Trong thời gian gần đây đó, thì trên những phương tiện truyền thông đại chúng, các mạng xã hội đó có đề cập đến một đối tượng là sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô hay cây bắp đó. Thì trong chương mục ngày hôm nay chúng ta xem sơ qua cái con đối tượng này nó có cái gây hại thế nào, cách phòng trị nó ra sao. Thì con sâu keo mùa thu này nó gọi là mùa thu bởi vì dịch từ tiếng Anh là fall armyworm. Cái con sâu này chủ yếu nó hại trên những cái cây cỏ thuộc loại hoạt thảo, chẳng hạn như là cây ngô, cây lúa, lúa nước, lúa miếng và kể cả trên mía nữa. Thì con sâu này ở trong điều kiện nhiệt đới đó, thì dòng đời của nó tương đối ngắn, khoảng 30 ngày. Nó đẻ nhiều trứng, nó cắn phá mạnh, cái khả năng phát tán rất là rộng, cái tính năng kháng thuốc rất là nhanh. Và khi nó phá, nó chui vào cái loa càng nó phá, cho nên là chúng ta rất là khó phòng trị. Thì con sâu keo mùa thu này nó thuộc cái nhóm côn trùng có cái biến thái hoàn toàn. Tức là nó có giai đoạn trứng nè, giai đoạn sâu non ấu trùng nè, đến nhộng nè, đến thành trùng rồi lại đẻ trứng. Thì cái điều kiện nhiệt đới như chúng ta thì rất là thuận lợi cho con sâu này nó phát triển. Thì một năm nó có thể sinh sản liên tục khoảng 5-6 lứa. Thì cái nguy hiểm của con sâu keo mùa thu này nó nhân số lượng rất là nhanh quá. Một cái bướm cái đó có khả năng nó đẻ đến 2.000 trứng. Trứng nó đẻ ở dưới mặt dưới của lá đó, thành từng cái ổ có 100-200 trứng, thành ra khi nó nở ra thì rất là nhiều cái con sâu con nó tóm chụm nó gây hại đó. Thì con sâu keo mùa thu nó gây hại một cách là nó ăn cái lá nè, ăn cái thân nè, và nó cả lên có thể nó chui lên cái trái và nó ăn cái trái nữa. Thì cái tác dụng nguy hiểm nhất của con sâu keo mùa thu này là cái sức ăn phá nó rất là mạnh. Thì sâu non nó mới nở ra nó cắn sạch những cái lá bên dưới, nó cắn thành cái lỗ nhỏ rồi bắt đầu nó cạp từ cái mép lá nó vào trong và nó ăn, nó chui vào cái đỉnh sinh trưởng và cái loa càng đó, nó ăn đứt luôn cái đỉnh sinh trưởng để làm cho cái cây nó tơi tả đi. Thì nếu mà cái cây nó còn nhỏ đó, thì có khả năng nó ra cái lá mới nó đền bù lại. Nhưng mà nếu mà con sâu lớn nó chui vào cái loa càng, nó ăn đứt cái đỉnh sinh trưởng đó, thì cái cây nó có thể bị chết đi. Và người ta tính rằng là năng suất có thể mất đến 60% các bạn. Con sâu này nó phát tán nhờ gió. Nhiều cái nghiên cứu người ta thấy rằng là cái bướm của nó có khả năng nó bay đi hàng ngàn cây số mà trong vòng hơn một ngày thôi. Thì ở Việt Nam á, chúng ta thấy cũng có lẽ nhờ cái lý do là cái con bướm này nó bay đi nhờ cái gió nó đẩy đưa đi đó. Thành ra chỉ trong một thời gian rất ngắn thì con sâu này lây lan ra rất nhiều tỉnh trồng ngô ở phía Bắc và bây giờ đến cả ở Đồng Nai đó, cách miền Bắc không khoảng hàng ngàn cây số. Chúng tôi cũng nghe báo cáo rằng là con sâu keo mùa thu này nó cũng gây hại ở An Giang, đặc biệt là những cái vùng trồng ngô mà giáp với biên giới Campuchia đó. Như vậy có thể thấy rằng là từ khi mà Cục Bảo vệ Thực vật công bố dịch cho tới bây giờ thì có thể nói rằng là con sâu keo mùa thu nó đã hiện diện từ Bắc chí Nam của bác. Thì đối với phòng trừ con sâu keo mùa thu này đó thì chúng ta cần phải áp dụng nhiều biện pháp của bác, chứ còn cái biện pháp dùng thuốc chỉ là biện pháp sau cùng thôi. Thứ nhất là chúng ta nên trồng sớm hoặc trồng cái giống sớm. Làm thế nào để khi chúng ta thu hoạch đó, thì tránh nó rơi vào cái cao điểm của sâu hại nó mọc ra vào lúc chúng ta thu hoạch rộ. Cái thứ hai là chúng ta phải trồng cái giống kháng ít sâu bệnh. Thì vừa rồi thì chúng tôi cũng có lưu ý một số những cái giống ở ngô đó thì từ đó nó ít bị sâu keo mùa thu hại hơn là những một số giống khác. Rồi nếu có điều kiện thì chúng ta luôn canh xen canh. Rồi một cái biện pháp mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng là chúng ta dùng cái bẫy pheromone các bác. Thì cái bẫy pheromone này thì nó hấp thụ cái con bướm đực. Và khi con bướm đực nó vào bẫy rồi đó thì nó sẽ không bắt gặp được và cái mật số của con sâu này sẽ giảm đi. Mặt khác cái bẫy pheromone này cũng giúp ta phát hiện được có con bướm xuất hiện nhiều. Để chúng ta biết là cái cao điểm của bướm xuất hiện, tức là nó sẽ đẻ trứng, chúng ta sẽ có biện pháp chúng ta phòng trừ sớm đi. Thành ra nó sẽ bớt cái sâu nó nở ra nơi ruộng chúng ta. Còn dùng thuốc thì trong thời gian vừa qua thì có nhiều nơi áp dụng để thấy rằng một số cái hoạt chất sau đây có khả năng kiểm soát tốt cái con sâu keo mùa thu. Thứ nhất là cái hoạt chất Kinafos. Kinafos thường thường sử dụng để trừ cái con nhện, nhưng mà thấy rằng là nó cũng trừ tốt con sâu keo mùa thu này. Chẳng hạn như là cái Akinfos 40C đó.
Cái thứ hai là cái hoạt chất emamectin như khuyến cáo của Cục Bảo vệ Thực vật, chẳng hạn như là cái Comdagon 5WG hoặc là những cái thuốc Indosacad, thì những hoạt chất đó thì cục khuyến cáo là có khả năng quản trị tốt, phòng trừ tốt và sau keo mùa thu. Còn nếu mà trường hợp cái bắp nó to, cái cây bắp nó to, nó lớn, nó cao rồi chúng ta phun thuốc thì nó có thể gây cái ngộ độc cho người, thì chúng ta có thể dùng cái thuốc hạt, chúng ta bỏ vào cái loa kèn đó, nếu con sâu nó tấn công vào loa kèn, chúng ta có thể dùng cái thuốc hoạt chất lobifosmetin, chẳng hạn như là Cegospir 3G, chúng ta bỏ vào cái loa kèn thì cũng triệt được con này. Thưa các bác, thì đối với sâu keo mùa thu này thì nó có một cái vấn đề là nó kháng rất là nhanh. Cái thứ hai là nó chui vào cái loa kèn, nó phá bên trong, thành ra chúng ta phun thuốc rất là khó. Bởi vì chúng ta cần phải phòng trị sớm các bác, khi con sâu nó mới nở đó. Chứ còn nếu mà nó đã chui vào cái loa kèn rồi, bắt buộc chúng ta phải phun chụp từ cái trên xuống để cái thuốc nó vào cái loa kèn. Do vậy mà chúng ta cần chú ý là chúng ta phải phun đủ lượng nước. Cái thứ hai là phun sớm khi con sâu nó chưa chui vào cái loa kèn. Thứ tư nữa là chúng ta phải phun sáng sớm hay chiều mát, là bởi vì tập tính của sâu keo mùa thu này đó, thường nó gây hại vào buổi chiều tối đó. Và cái nữa là chúng ta nên phun luân phiên cái thuốc mà có cách tác động khác nhau, chẳng hạn như lượt này chúng ta phun cái thuốc tiếp xúc, chẳng hạn như Akinfos, lần sau chúng ta phun cái thuốc có chất xông hơi, chẳng hạn như Cegospir, rồi lần nữa chúng ta dùng cái thuốc có chất sinh học, chẳng hạn như Emamectin, nội hấp, vân vân. Nếu ta phân phối đều, ta phun như vậy thì hiệu quả nó tăng mà nó không có hình thành cái tính kháng nhanh như của sâu keo mùa thu này. Ngoài ra thì bà con cũng nên chú ý đặt cái bẫy đèn hoặc là bẫy pheromone đó, để chúng ta phát hiện sớm cái con bướm. Thì kính thưa các bác nông dân, thì trong chương mục vừa rồi chúng tôi cũng đề cập đến một số thông tin liên quan đến sâu keo mùa thu, nhất là những bác đã trồng ngô, chúng ta lưu ý để chúng ta có cái biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Cảm ơn các bác nông dân và các bạn nghe đài. Bà con và các bạn vừa nghe thạc sĩ Huỳnh Kim Ngọc, chuyên gia nông nghiệp, nói về đối tượng sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp.